Som chun rương, khmer srei toch nang sai ko vetamon. Kal pi prei ni min krosa toch muay min samachak 3 neak, min apok madai nang kon srei toch mneak. Krosa toch muay ni prakop robor beh phlai chluok che rieng rot thngai, puok ke taeng tae tveu damnao teu beh phlai chheu nang knong prai chreu. My wee, rip jam by the carnival, and any young gentleman now be prelimented, replied Chud and Richard Chudney. Young man by we are the high, my young and suck dive home. Chap of wee, rip jam right high, join up home, concert of my young. Oh, keep a hatch in the cry there and no, jump bong the high gate of chain mock. Pong, no, and a con, chain mock, young act gentleman now to pray the Arkany and a con. Con the dinny pop. Oh, and young gentleman now to. No Peter Dal Prajru, put cape and cream ply churchitran, bay at my icon, sub my chit young clang. My wee, no tinny, ply churchrana, we at and jump you would cruise our young, I rope and you and taught it. Jam and high, but wee, no tinny, but you mean ply churchran man. Bay at a pokon, nom knit by ply churno, ban young tran, high can nom knit or lop up their wing. No pay mock up there, thy sat the lingage occam lang pong, book cape banjo some rat long look though. The dodge of jerry, commence straight toy, banjo sub curling the chamanet. Look there, tatini chicken line there, had a white chaman or tini. Chang's ray, come call tatini chicken line there. Ta mock me, chunk prap chai ta, grossa chow chi grossal or mui. Let ta ban curling. Dutch ta min robot all mui oi chau. Robot away tay look there. Ta min xai ko pram peak sai, nơi knong pram peak sai ni. Min mui xai chi wot tho tup, dai ta chung prakol oi chau. Chau ai nong pok madai chau tay ban, xai ko nu. We no akul chu tom mui no chung pnum. No pe chai tay doll, chau ai ro ban tay mui xai pan no. By chai min bon chai nung yok ban xai ko mui no. Look there, tang xai ko no min praya away tu. Xai ko ni, we are chui sum rach bum nong chai srei chum nuon bay dong. Chai ai sum away ko ban ao ta chai chong sum. Nơ pe da chai srei sum krup chum nuon bay dong hai, we nung cha chanh pi chai srei pliem. Cha chai yul hai look there. Liam nu, me có chấp làm phử, phuông ban đằng khốn hai cái này dây đầm na rương prap ta căn mà đai ở bọc bọc kì. Bây nè ở bọc mà đai côn ban chênh nằm na tờ rộng đám chơ thầm nu. Mùi sợ bọc cài mó kê ban tờ đó đám chơ nu. Kê ban khênh xài co nu bật mèn, tai vì miên rồi hô tờ đó prâm bì xa ẹ nọ. Bọc mê, lúc ta ban prap con thang xài co tăng prâm bì xa ní, con ai giấc ban tờ mùi bật nọ. Hey, my con min bon, con nung man xai con, I look down at no chung oi con. Xai con ni, min tom ra hot lotto, con sa lanh mui na yok mui tung cho, my pok man hin some ratchet chim no con te. Kut mui sra bok, puong, man some ratchet yok xai con, toy bum pot, dai sa sam nung kê. Puong man yok bia pet tên nung co, hai tra lop mop tè wing. No pe mọc đập tè, kê ban nơ khơi bị lục ta nô prap thá, ba kê miền bẩn kê nâng dọc ban sai cỏ tấp. Hai vị ai phơ tam bùm non prap thá rập ban niêng bầy đòn. Phim nú, kê ban kết tha tè rập bò kê tối, bốc mai kê cỏ can tạch cha. Huống, cỏ ban xâm rạch chật xa lập bong xông tè thông là mỏ mùi. Phim nú, tè rập bò niêng prai khla chì thông, nơ khăn nông xuân cho ba đọc rõs ạt. Mai bốc! Xài con ní bất chìa rập bỏ với tầm môn bất mên. Con đừng xong ạc xài con ní. Xong rách bầm non con mùi tiết. Hai con đừng chụp xong ở quay bì vì hai. Bruno nợ bê đà con xong bấy đón. Vì đừng chạy tranh bì con. Ta con chăng xong ở quay tớ. Bruno bê ní dương mên trọp đừng tè thông tờ hai. Con đừng xong ạc xài con ní. Thôi ạc rô xài dương mên sợ phép bằng con rồi hốt. Xài con với tầm môn. Ban xong rách bầm non rập bỏ mình tôi chùm nôn bì đòn. Đầm nâng xa con này có bàn lưu tới đoàn bà rong mà nẹ đã biến chật lụt lún. Bà rong mà nẹ bàn thơ đầm nào tới rốt đám chơ thông nụ. Nơi bê tới đó, kê bàn khơi xa co chùm nuôn bà mùi xa. Dương nâng dốc vi tập tiết thằng ơ. Dương mình là ngôn đôi bây nẹ ơ cậu nụ tê. Nơi bê đầy kê bàn dốc xa co tăng bà mùi xa nụ mà đó không tiết. Xa co nụ có prai khai chỉ sạch ua.
ពស់ ទាំង 6 ក្បាលនោះ បាន ចឹក បរិណោះ ឲ្យ មាន របួស ជា ទម្ងន់ ថ្លែង ពី គ្រួសារ របស់ ភួង កាល បើ មាន ផ្ទះ ធំ មាន សុភ មង្គល ហើយ គេ បាន ធ្វើ បុណ្យ ដាក់ ទាន ដល់ អ្នក ភូមិ ក្រី ក្រ នៅ ក្បែរ ក្បែរ នោះ ហើយ គ្រួសារ របស់ នាង ត្រូវ បាន អ្នក ភូមិ គោរព ស្រឡាញ់ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា ភួង បាន ដឹង ថា ខ្សែ ក វេទមន្ត របស់ គេ អាច សុំ បាន ត្រឹម តែ ម្ដង ទៀត ប៉ុណ្ណោះ តែ គេ មិន សុំ ទេ ព្រោះ គេ មិន ចង់ បាត់ បង់ ខ្សែ ក នេះ ឡើយ គេពិតជាស្រឡាញ់ខ្សែកមួយនេះណាស់ចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់ភួងបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តតរៀងទៅ